Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ vẽ một bức tranh ông đang nắm tay cháu đi bộ vô cùng đơn giản luôn. Cô đặt tờ giấy trắng nằm ngang. Trước tiên cô canh ở bên trên cùng gần bên phải của tờ giấy và vẽ khuôn mặt cho người ông. Vẽ lỗ tai hai bên. Chấm một chấm ở bên trên này hơi lệch qua bên phải và vẽ một đường cong qua lỗ tai bên này, một đường cong qua lỗ tai bên còn lại để làm mái tóc cho người ông. Cô vẽ một đường cong từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên còn lại để hoàn thành cái phần tóc cho người ông, thêm những cái đường cong ở bên trên mái tóc này. Cô cho người ông đeo mắt kính. Cô vẽ hai vòng tròn để làm cái mắt kính. Rồi nối hai cái vòng tròn này lại bằng hai cái đường cong sát vào nhau. Vẽ hai cái gọng kính hai bên nối với cái lỗ tai. Cô vẽ hai vòng tròn màu đen ở bên trong hai cái mắt kính này để làm con mắt. Thêm lông mày. Những đường gợn sóng ở trên chỗ trán để trông giống nếp nhăn. Vẽ lỗ mũi. Rồi vẽ cái miệng. Vẽ phần cổ bằng hai đường thẳng ngắn thật là ngắn và song song với nhau. Từ phần cổ cô vẽ ra bờ vai rồi vẽ một đường hơi cong hướng ra ngoài để làm cánh tay. Cô vẽ bờ vai bên còn lại và kéo xuống một đường cong hướng xuống dưới để làm cánh tay. Cô canh hai cánh tay hai bên sao cho đều nhau. Từ phần cánh tay cô kéo xuống hai đường cong song song với nhau để làm cái phần áo. Nối hai cái đường cong này lại với nhau. Thêm một đường để làm cái viền áo. Trang trí cái viền áo bằng những đường gạch nhỏ. Thêm cái viền cho hai cái cánh tay áo. Cô cho người ông mặc một chiếc áo len tay dài ở bên ngoài và bên trong là có cái cổ bẻ ra ngoài. Trang trí cho cái áo len bên ngoài. Tiếp theo, cô vẽ cho người ông mặc một chiếc quần dài bằng hai đường thẳng song song với nhau. Cô chấm một chấm ở chính giữa để làm cái đáy. Rồi từ cái chấm này cô vẽ ra hai đường xiên giống như hai cạnh của hình tam giác để làm cái ống quần. Rồi vẽ đôi giày cho người ông. Thêm cái phần đế giày. Những đường cong ở trên cái ống quần. Vẽ bàn tay cho người ông. Ở cái tay bên này cô cho người ông đang cầm một cái chiếc gậy.
Vẽ bàn tay còn lại. Và cô đã vẽ được người ong vô cùng đơn giản luôn. Tiếp theo, cô căn từ cánh tay của người ong qua và vẽ một người cháu. Cô chọn vẽ đây là một người cháu trai. Các bạn nhỏ cũng có thể vẽ đây là một người cháu gái nhé. Cô cho người cháu trai này đi đôi vớ cao trên cái bụng chân như thế này. Cánh tay bên này cô vẽ hướng xuống dưới. Cánh tay bên còn lại cô vẽ cho người cháu trai này đang giơ tay lên và nắm với tay của ông. Thế là cô cũng đã hoàn thành xong một người cháu trai đang nắm tay của ông đi bộ rồi. Bây giờ thì cô trang trí thêm cho bức tranh này. Cô vẽ một đường mạch đất. Cô canh thật là cẩn thận lúc này luôn. Bên này cô vẽ một tòa nhà cao tầng.
một bụi cây ở đằng sau tòa nhà cao tầng này. Một bụi cây ở đằng sau cháu trai này. Bên còn lại của bức tranh, cô cũng vẽ lên một tòa nhà cao tầng. Rồi một bụi cây ở phía sau tòa nhà này. Thêm những đám mây nhỏ ở trên bầu trời còn trống. Những bụi cây nhỏ ở phía trước của bức tranh. Và những đường gạch nhỏ để trông giống mặt đất hơn. Và bức tranh của cô đã hoàn thành xong rồi. Cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.